xác nhận bùng nổ, thị trường đã bắt đầu có dòng tiền vào rồi. Thì sau cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh từ 1.300 đúng không, về tới cái vùng biên dưới 1.080 và liên tục test đáy quanh đáy 1.080, 1.100 đó, thì bây giờ đấy là một cái phiên mà dòng tiền nó vào nó xác nhận. Thì rất nhiều anh chị em đặt ra câu hỏi là bây giờ nên mua vào cổ phiếu nào đây, đấy bây giờ phải phải làm sao đây, thị trường nó tăng như vậy rồi thì liệu còn cái cổ phiếu nào nó mua được hay không em đó. Thì anh chị yên tâm, trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về top các cổ phiếu nó chuẩn bị vào sóng, đặc biệt là nó sẽ lợi dụng yếu tố thị trường đó. Nếu như mà thị trường nó tiếp tục là những cái pha nó pha vượt đỉnh đi đấy và dòng tiền bắt đầu vào mạnh, thì những cái cổ phiếu này xác suất cao nó sẽ vào sóng rất là mạnh nha quý anh chị nhà đầu tư đó. Và cũng xin chào anh chị đã đến với kênh đầu tư Trọng Kỳ Stock. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái góc nhìn thị trường sau cái phiên giao dịch đầu tuần đúng không, một cái ngày Giáng sinh đó. Và hôm nay chắc hẳn là những anh chị nào mà cầm hàng trước đó theo cái sự khuyến nghị của em khi mà tham gia vào những cái cổ phiếu mà mang tính thị trường như dòng bất động sản này đó, hay là chứng khoán cũng chứng khoán thì hôm nay nó không có tăng quá vượt trội đúng không, nhưng mà dòng bất động sản thì anh chị thấy khi mà anh chị mua tại những cái vùng nền ở bên dưới đó, thì bây giờ ít nhiều gì anh chị cũng có một cái khoản lãi rủng rỉnh đúng không đó. Thì cũng xin chúc mừng anh chị ngày hôm nay là cũng được ông già Noel tặng quà đó. Thì chào mừng anh chị đến với kênh đó, và dành cho những anh chị nào mà lần đầu tiên đến với kênh đầu tư của em, thì đây là nơi mà em chia sẻ cho anh chị về những cái kiến thức đầu tư cũng như là chia sẻ về những cái nhận định sau mỗi phiên giao dịch thông qua cái phương pháp VSA, độc vị hành vi dòng tiền của tổ chức đó, và cũng như là đưa ra những cái nhận định sau mỗi phiên giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu về thị trường này, về các mã cổ phiếu nó tiềm năng đó. Ok, và không để anh chị chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính ngày hôm nay nha. Rồi, nếu như mà anh chị có những cái thắc mắc gì có thể để lại phía bên dưới cái phần bình luận, em sẽ giải đáp khi mà có những cái thông báo đến với kênh. Và nếu như mà anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay, hữu ích thì sao? Thì có thể đồng hành cùng em bằng cái việc quét cái mã QR ở phía bên góc trái màn hình ha. Đó, phía bên góc trái màn hình có một cái mã QR để mà tham gia đồng hành cùng với nhóm cộng đồng. Anh chị có thể quét hoặc là xuống dưới, kéo xuống cái phần mô tả, nó có một cái đường link để mà tham gia vào nhóm nha anh chị. Ngày hôm nay thì ta thấy được thị trường có một cái mức tăng phi mã đúng không? Sau những cái trạng thái mà liên tục test đáy với một cái lượng dòng tiền và một cái biên độ nó khá là eo hẹp, thì thị trường của chúng ta đón nhận một cơn sóng tăng điểm, một cái mức tăng điểm đâu đó gần 15 điểm đó, và kéo theo đó là nó đến từ đâu anh chị? Đến từ hầu như là những cái cổ phiếu chủ thôi đúng không? Trong phiên sáng thì anh chị thấy là một cái mức tăng phi mã bởi những cái cổ phiếu chủ như Vietcom này, rồi Masan, BID, GAT, Vinhome đó, thì nó đến từ cái mức tăng bởi những cái cổ phiếu chủ. Nhưng mà ngay sau đó thì vào phiên chiều anh chị, bắt đầu dòng tiền nó lan tỏa sang những cái cổ phiếu mid-cap, đặc biệt là những cái cổ phiếu dòng dòng bất động sản anh chị đúng không. Dòng bất động sản ngày hôm nay hầu như là nó đều tăng rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta thấy được là cái tín hiệu từ khối ngoại anh chị, nó bắt đầu ngưng bán ròng rồi, tức là cái lượng bán, lực bán nó bắt đầu có cái dấu hiệu hạ nhiệt dần rồi. So với những cái phiên trước đây thì ngày hôm nay ta thấy được là nó bán đâu đó hơn 100 tỷ thôi. Đó, đây là một cái tín hiệu tích cực đúng không anh chị? Đó, tín hiệu tích cực cho thấy là khối ngoại họ bắt đầu ngưng bán sau một cái giai đoạn mà liên tục bán mạnh, và dòng tiền bắt đầu quay trở lại khi mà thanh khoản nó tăng hơn so với những cái phiên test đáy trước đó. Đó, thì đối với một cái thị trường đi từ biên dưới về biên trên anh chị, một cái thị trường tích lũy đúng không? Đó, chúng ta đi vào phân tích luôn ha. Về cái vận động của thị trường trong video trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì ta sẽ thấy là trong một cái trạng thái tích lũy, anh chị sẽ thấy một cái điểm rất là hay là thị trường cứ hễ lên biên trên sẽ gặp áp lực điều chỉnh về biên dưới. Đó, thì đây chính là bản chất của một cái vùng tích lũy rồi. Và một cái giai đoạn tích lũy thì anh chị sẽ thấy là khi mà nó giảm thì cái khối lượng nó ngày càng
ngày càng giảm dần. Nhưng mà khi nó quay trở lại biên trên thì cái dòng tiền, cái thanh khoản nó ngày càng tăng, đúng không? Những cái giai đoạn này anh chị thấy lên này thì khối lượng tăng, giảm thì khối lượng giảm, đúng không? Lên này khối lượng tăng, giảm thì khối lượng giảm, và bây giờ đang có cái sự quay trở lại của dòng tiền, chứng tỏ là thị trường chúng ta đang tìm về tới những cái vùng biên trên 1130 đó. Những cái giai đoạn mà tích lũy trước đó cũng vậy này anh chị, đúng không? Đấy, cứ giảm là nó sẽ giảm, cứ cứ từ biên trên về biên dưới này thì thanh khoản nó sẽ giảm, mà cứ đi lên biên trên thì thanh khoản nó sẽ tăng. Thì đây là bản chất tích lũy rồi anh chị, đúng không? Vì sao vậy? Vì quá trình tích lũy là cái quá trình gom hàng của tổ chức. Vậy thì sao? Vậy thì càng về dưới có phải là giá càng rẻ không anh chị? Mà giá rẻ thì sao? Thì phải gom lên, đúng không? Chứ đó, ở đây nè, thanh khoản nó tượng trưng một cái vùng thanh khoản, nó tượng trưng cho lượng cung cầu mua bán của tổ chức. Vậy thì sao? Càng về dưới có phải là càng rẻ, mà càng rẻ thì có phải là tổ chức nó phải mua vào không? Đúng không anh chị? Đó, thì khi lên trên nè, nó thấy là nó mắc quá thì sao? Thì nó không mua nữa, mà không mua nữa thì sao? Đó, nó đẩy lên nè, thì không mua nữa thì nó giảm về bên dưới, giống như giai đoạn tích lũy hiện tại của thị trường. Giống như giai đoạn tích lũy hiện tại của thị trường thì anh chị sẽ thấy một điều là cứ lên biên trên nó sẽ về biên dưới, và cái thanh khoản của nó ngày càng vắt kiệt khi mà nó chạm về biên dưới. Nên là em mới chia sẻ với anh chị về cái chiến lược là anh chị cứ mua vào đi, anh chị mua vào những cái phiên gì anh chị, những cái phiên mà nó test đáy với cái thanh khoản thấp như này, nó xiết biên như này nè, anh chị không mua thì sao? Thì những cái phiên này anh chị lại phải mua đuổi, đúng không? Ngày hôm nay tăng 15, 14, 15%, 10, 14, 15 điểm như này. Đó, rất nhiều anh chị hỏi về cái điểm mua. Đó, và chắc hẳn á, là anh chị đang trong cái trạng thái gì? Bắt đầu FOMO với thị trường. Có phải không? Đúng không anh chị? Trước đó nè, tuần trước là em có chia sẻ với anh chị về cái kịch bản, về cái chiến lược là cứ mua dần đi. Những cái cổ phiếu như như bất động sản này, DIG này. Đó, mua quanh cái vùng giá 25 này, đúng không anh chị? Hay những cái cổ phiếu như DXG này. Đó, cứ mua đi anh chị. Mua quanh đâu đó tầm khoảng 18x nè, đúng không? Đó, hay những cái cổ phiếu BDR này, 26x là anh chị vào anh chị mua cho em. Đó. Và nếu như mà anh chị không mua thì sao? Ngày hôm nay nó lên 27 chấm mấy rồi, bắt đầu anh chị mới hỏi về cái điểm mua. Đó, thì cái giai đoạn hiện tại là có phải là anh chị sẽ phải mua cao hơn so với những nhà đầu tư khác hay không? Đúng không anh chị? Những cái cổ phiếu như BDR này, nhiều anh chị bảo nó yếu, yếu vãi, nhưng mà sao? Nhưng ngày hôm nay nó tăng nè, tăng đâu đó 3%, gần 3%, đúng không? Thì lại không thấy nó yếu nữa. Đúng không anh chị? Nhưng mà trước đó nè, lực cung trào ra rất nhiều, nhiều anh chị còn lo sợ là cổ phiếu sao anh chị? Về tới cái vùng giá 24. Đó. Nhưng mà để cái cổ phiếu nó về tới vùng giá 24 thì có lẽ là nó yếu thật đó anh chị. Đó, và em sẽ quyết định là em không mua vào đối với cổ phiếu nữa. Mặc dù là giá 26 có vẻ anh chị, có vẻ là nhiều anh chị bảo là có vẻ là nó mắc hơn so với cái vùng giá 24. Nhưng mà đối với một cái người mà đánh sóng như em thì sao anh chị? Thì không phải là cái việc mua rẻ là nó ngon anh chị. Cổ phiếu càng mắc, càng trên cao thì nó mới ngon. Đối với em. Đó, đối với tư duy của một ông đánh sóng thì cổ phiếu càng trên cao nó càng ngon. Đó, anh chị hình dung nè, những cái cổ phiếu như như nhà đi anh chị. Mãi cứ loanh quanh cái vùng giá 17 này không lên được, không tăng được. Tại sao vậy anh chị? Bởi vì nó nằm ở bên dưới. Đúng không? Những cái cổ phiếu bên dưới dòng tiền không vào thì làm sao mà tăng giá được? Những cái cổ phiếu như BDR này, tại sao ngày hôm nay nó mạnh? Như anh chị bảo là nó ra tin, đúng không? Ra tin nào là bất động sản phát đạt. Đấy, chính thức đưa dư nợ trái phiếu về không đồng, đúng không? Nó mua lại hai lô trái phiếu nè. Đó. Trong ngày hôm nay luôn anh chị. Và khi mà tin vừa ra một cái là cái cổ phiếu nó kéo gần 3%. Đúng không? Dòng tiền bắt đầu quay trở lại mua rồng đối với cổ phiếu. Nhưng mà bản chất có phải như vậy hay không anh chị? Bản chất có phải như vậy hay không? Đó, thì trước hết chúng ta phải làm rõ này, tại những cái vùng này nè, thanh khoản dường như vắt kiệt nè, eo uột nè. Nhiều anh chị bảo mua còn lại còn do dự không dám mua, đúng không? Tới khi mà nó kéo gần 3% như này lại bắt đầu hỏi mua cổ phiếu được hay không. Đó, rất là kỳ lạ anh chị, đúng không? Nhiều nhà đầu tư chỉ vì tin tức, đúng không?
khi mà thấy tin ra là bắt đầu hỏi mua đối với cổ phiếu. Nhưng mà tại sao những cái vùng như này anh chị lại không thiết lập vị thế cho mình đi? Đó. Những cổ phiếu như bất động sản như Phát Đạt này, DG, Đích này, rồi Nova nữa, đúng không? Nova thì anh chị thấy là vẫn là những cái trạng thái, vẫn là những cái trạng thái test thôi anh chị. Đó. Nhưng mà đối với cái cổ phiếu này em đánh giá là nó được dòng tiền vào rồi, anh chị cứ mạnh dạn cho em. Đó, hiện tại là Nova thì em đánh giá là vẫn còn mua được ha. Vẫn còn mua được. Cơ bản thì cái cổ phiếu á, nó đang yếu hơn thị trường một bậc. Vì sao vậy? Vì thị trường đang gần tiệm cận về tới cái biên trên rồi, nhưng mà cổ phiếu vẫn chưa được dòng tiền thật sự quyết liệt vào. Đó, thì em đang đánh giá về cái xung lực cái cổ phiếu Novaland này. Đó, nhưng mà anh chị nào có hàng thì vẫn cứ giữ cho em. Đó, cứ giữ đi, bởi vì sao? Vì kiểu gì kiểu nó mà chẳng tăng, đúng không? Những cái cổ phiếu này trước đó dòng tiền vào rồi. Đó, nhưng mà nó còn tùy vào cái xung lực, tùy vào ý chí của đội lái nữa. Giống như những cái trạng thái này nè, anh chị bảo đó, những phiên dòng tiền vào này, sao nó không đánh về em? Đó, vì cơ bản là nó vẫn chưa muốn đánh. Vậy thì sao? Thì nó phải tích lũy trở lại nè. Đó. Đây là phiên dòng tiền vào, đúng không? Những cái phiên này nè, xác nhận thất bại nè. Đó thì sao? Thì nó phải tích lũy trở lại nữa. Sau đó nó mới đánh này. Đây là cái phiên xác nhận này, break khỏi cái vùng cản này, đúng không? Đó. Thì Novaland em nhớ là chia sẻ anh chị mua đâu đó quanh 15x 16. Đó. Thì cầm được khoảng lãi được 40 mấy phần trăm, đúng không anh chị? Đó, 15x này. Ba mấy phần trăm thôi, đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà anh chị thấy được là cái tính thời điểm của cái cổ phiếu nó rất là quan trọng, đúng không? Đó. Thì cái cổ phiếu Novaland này cũng vậy thôi. Đó, bây giờ là vẫn chưa có cái sự xác nhận thì sao? Mình vẫn cứ cầm đi, kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có cái sự xác nhận ngay sau đó. Đó, quan trọng là cái sự xác nhận này nó có quyết liệt hay không. Đó, và nếu như mà nó thật sự quyết liệt, nó mạnh đi, thì cái cửa mà nó kéo lên tới những cái vùng giá 20 và nó hấp thụ ở trên đây rất cao nha anh chị. Đó, và nếu mà nó hấp thụ xong đi, đó sẽ có sóng bất động sản và những cái thằng này đó sẽ rất là mạnh nha anh chị. Hấp thụ xong được cái nguồn cung quanh đây là nó cực kỳ mạnh, cực kỳ ngon luôn anh chị. Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư này, những cái cổ phiếu mà ví dụ thực tế luôn đi anh chị, BMB nè, đúng không? Đó, sau những cái giai đoạn mà rũ bỏ này, kéo lên tới những cái vùng biên trên này, đây nè anh chị thấy không, lực cung trào ra rất nhiều đó, áp lực bán rất mạnh, nhưng mà sao nó tạo được một cái vùng nền giá hấp thụ, và cuối quá trình hấp thụ này anh chị thấy chẳng còn thằng nào bán ra nữa, không thằng nào bán ra nữa, và nó lợi dụng yếu tố thị trường để rủ này, rủ mà không còn cung, rủ không cung nè anh chị, thì sao dòng tiền bắt đầu quay trở lại. Đây là cái điểm buy vote của cổ phiếu này đó, nhựa bình minh đúng không anh chị, và đây chính là tín hiệu xác nhận và pha e của cổ phiếu. Bây giờ nó vẫn cứ kéo thôi, nó giống như những cái cổ phiếu như HAG nè anh chị đó. Tại sao nó mạnh, tại sao nó vào sóng và pha e rồi nó vẫn tiếp tục mạnh vậy anh chị, mặc dù là xuất hiện những cái phiên bán này không thành vấn đề. Vì sao? Vì cơ bản nó vào pha e rồi, mà vào pha e thì sao, là cái giai đoạn đẩy giá của cổ phiếu. Đẩy giá thì chúng ta không biết được là cái độ điên của cổ phiếu nó như thế nào đâu anh chị, chúng ta chỉ có thể đánh giá được là cái xung lực của nó còn mạnh hay không thôi. Và em đánh giá là HAG nó vẫn còn mạnh nha anh chị, nó vẫn còn mạnh, nhưng mà để mà nó lên bền đi anh chị thì nó phải tích lũy trở lại. Thì anh chị thấy cái cấu trúc của nó này là cấu trúc gì? Hấp thụ nguồn cung trên cao rồi. Đây nè, những cái giai đoạn này tại sao cái cổ phiếu nó không đánh, mặc dù là huy động dòng tiền, những cái thanh ba này với dòng tiền vào rất là quyết liệt, nhưng mà sao nó không đánh vậy em? Vì cơ bản là nó vẫn chưa tới thiên thời của nó, đúng không? Vậy thì sao? Nó chấp nhận, nó rủ lại nè, nó rủ theo thị trường đó, và nó tiếp tục tích lũy trở lại. Nhưng mà anh chị em hình dung nè, khi mà nó đổ tiền vào rồi đó, và nó chấp nhận, nó rủ lại, nó tạo một cái vùng nền ở trên đây nè. Vùng nền này có vai trò gì em? Là hấp thụ cái nguồn cung quanh đây nè, hấp thụ cái nguồn cung ở đây nè anh chị. Đó, anh chị hình dung không? Nên là cái giai đoạn mà nó đi lên sau đó nè, cái giai đoạn tháng 11, tháng 12 nè, lên sau đó nè, nó đâu cần phải hấp thụ lại nguồn cung nữa, đúng không? Và nó bước vào sóng chính của nó luôn. Có, nó có đó, có những cái cú rũ trở lại nè. Nhưng mà sao? Con nào bán ra đâu, anh chị thấy không? Thanh khoản nè, có hai phiên thanh khoản bắt kịp nè, và đây chính là cái tín hiệu xác nhận nè. Em nhớ rất rõ cái phiên ngày 23 tháng 11 nè, đây là cái phiên mà bảo hệ thống mua mà lại không dám mua á chị. Tại vì sao vậy? Đâu rồi?
Đây nè anh chị, cái phiên 23 tháng 11 này là cái phiên mà em chia sẻ để mua cho hệ thống, mà cái điểm này hệ thống là không dám mua anh chị. Vì sao vậy? Vì lúc đó thị trường giảm điểm anh chị, giảm 25 điểm, giảm rất là kinh hoàng, nhưng mà nó lại chính là cái điểm kích hoạt vào sóng của cổ phiếu, đúng không? Nhưng mà trước đó thì cũng đã có khuyến nghị anh chị em tham gia vào ngay cái phiên này rồi đó, nói chung là cũng có hàng mà điểm này gia tăng lại không dám gia tăng đó, rất là kỳ lạ như vậy đó anh chị. Nhưng mà sao, cơ bản là đã có hàng rồi đó, và hiện tại là vẫn đang nắm giữ đối với cổ phiếu thôi, vẫn đang sinh ra một cái mức lợi nhuận rất là tốt đối với cổ phiếu đó. Thì em muốn chia sẻ với anh chị về những cái cổ phiếu, những cái cách mà cái cổ phiếu nó vào sóng là như vậy, anh chị hình dung được không ạ? Đó, quay trở lại với cái thị trường của chúng ta đi, thì anh chị thấy là cứ về bên dưới nó sẽ tìm về tới bên trên. Vậy thì những cái phiên này nó thể hiện điều gì em? Đó, thì dòng tiền bắt đầu quay trở lại chứ gì, đúng không? Những cái cổ phiếu trụ như Masan này, đó, nó đã có phiên xác nhận tạo đáy. Trời ơi, ngày hôm nay nó tăng 5%. Kinh không anh chị? Một cái cổ phiếu trụ mà nó tăng 5 5 6%. Đó, khủng khiếp. Những cái cổ phiếu như như Thế Giới Di Động này, đó. Rụt đầu đúng không anh chị? Nhưng mà sao? Có dòng tiền vào. Và cái cấu trúc của nó là gì? Nâng đáy dần lên, đúng không? Đó, những cái phiên dòng tiền vào ở những cái cổ phiếu trụ nó sẽ tạo ra một cái gì? Một cái hiệu ứng tâm lý, một cái hiệu ứng rất là tốt. Đó gọi là dòng tiền tham gia vào thị trường, đúng không? Nó sẽ lan tỏa đến những cái cổ phiếu mid cap khác. Đó, và đầu video em cũng chia sẻ thì cổ phiếu dòng tiền bắt đầu vào đối với cổ phiếu trụ thì sao? Sẽ lan tỏa vào cái dòng dòng bất động sản, dòng mid cap nè, đúng không anh chị? Đó, MWG nè, rồi những cái cổ phiếu như cổ phiếu Masan, MWG, VCB nè, đó, dòng tiền vào, đúng không anh chị? Đó, rồi nào là những cái cổ phiếu như BID nè, đúng không? BID ngày hôm nay, BID khả năng vào sóng rất là cao nha anh chị. Cấu trúc của này rất là điên đấy. Trước đó nè, cái giai đoạn trước đó, cái giai đoạn mà sau Covid á, trước khi Covid bắt đầu á, thằng BID là cái thằng mà nó tiên phong, nó đánh đánh đầu tiên anh chị. Nó đánh trước khi mà thị trường rơi. Đó, rất may mắn đối với cổ phiếu này. Đây là gì? Quá trình tích lũy của cổ phiếu này. Đúng không anh chị? Nếu mà anh chị học Wyckoff á, anh chị sẽ thấy à, cổ phiếu này có một cái quá trình tích lũy đủ dài nè, cho một cái đợt sóng tăng, đúng không? Cho một cái nhịp sóng tăng. Đây. Đó. Và đây là cấu trúc tích lũy của cổ phiếu. Một cái cổ phiếu muốn tăng giá phải có một cái nguyên nhân tích lũy, thì đây là quá trình tích lũy của cổ phiếu. Nó kéo lên nè, tạo một cái vùng gì? Vùng hấp thụ, vùng cung bên trên. Đẹp không anh chị? Đẹp như tranh, đúng không? Đẹp như tranh luôn ấy. Và sau đó nè, xác nhận vào sóng. Những cái điểm kích hoạt vào sóng của cổ phiếu nè, đúng không? Và nó cho một cái khoản lợi nhuận rất là kết xù. Đó, mà trong cái giai đoạn đó là cũng có những cái cổ phiếu mà nó vào sóng anh chị, nhưng mà nó thất bại. Vì sao? Vì bị dính dính đợt Covid, giống như những cái cổ giống như cái cổ phiếu VP Bank nè, đúng không anh chị? Ở cái giai đoạn này nè, đợt 2020 2019, đúng không anh chị? Đây nè, là những cái giai đoạn mà dịch Covid bắt đầu hoành hành, nhưng mà sao nó đi lên. VP Bank nè anh chị thấy nó đi lên trong cái giai đoạn mà thị trường rơi, nên là bắt buộc nó phải rơi theo thị trường. Còn những cái cổ phiếu mà nó đánh rồi như thằng BID á, thì anh chị sẽ thấy có một cấu trúc rất là hay, đó là nó đánh trước khi rơi anh chị, đó, và nó phân phối cùng lúc với thị trường luôn, nên là gọi là nó may mắn đó. Quay trở lại nè, cổ phiếu BID trong cái giai đoạn hiện tại nha, thì giai đoạn này á em không có tập trung em đánh đối với dòng dòng ngân hàng anh chị. Vì hiện tại là dòng ngân hàng nó khá là chậm, thứ nhất. Thứ hai á, là cái kỳ vọng tăng trưởng của nó vẫn chưa tới anh chị. Đó, chúng ta đánh sóng á, thì chúng ta tập trung vào gì anh chị? Tập trung vào cái tính thời điểm bây giờ nè. Mặc dù á, là lãi suất nó có cái nó có sự giảm rồi, đúng không? Mặc dù lãi suất nè, rồi những cái mặc dù lãi suất thì có những cái dấu hiệu giảm, nhưng mà sao? Về cái mặt lợi nhuận và doanh thu á, thì nó vẫn chưa đạt được kỳ vọng quá nhiều. Tức là câu chuyện của bọn ngân hàng á, sẽ là cái câu chuyện trong năm sau anh chị. Đó, nên là bây giờ cái tính thời điểm của nó vẫn chưa tới.
thì chúng ta hạn chế chúng ta tham gia vào đối với cái cổ phiếu ngân hàng. Và đặc tính của bọn ngân hàng này nó cũng khá là chậm nữa anh chị, nên là em cũng cũng chưa có tham gia vào đối với cổ phiếu. Nhưng mà cấu trúc của nó này rất đẹp nha anh chị. Đây là gì? Một cái vùng nền BU này có thể là kéo lên và tiếp tục tích lũy trở lại, hoặc là có khả năng là nó vào sóng luôn anh chị, khả năng là nó vào sóng luôn. Nhưng mà đánh ngân hàng đánh chậm lắm anh chị ơi, đó nên là đoạn này em không đánh. Tại sao nãy giờ em toàn chia sẻ cho anh chị về những cái cổ phiếu kênh trên không vậy? Những cái cổ phiếu kênh trên là những cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái giai đoạn hiện tại. Thì anh chị cứ hình dung một điều là một cái món hàng á, mà nó là món hàng tốt đi thì sao? Thì nó phải được mua giá cao đúng không? Đó, nó phải được trưng bày ở một nơi mà ai ai cũng thấy, ai ai cũng muốn mua nó hết. Đó. Không phải ai ai cũng thấy, ai ai cũng thấy được là cái sự quý giá của nó, đúng không? Đó. Thì nó chính là một cái món hàng đắt giá, một cái món hàng mà được kỳ vọng nhiều. Bây giờ những cái cổ phiếu mà lẹt đẹt ở bên dưới thì làm sao mà nó mạnh? Đúng không anh chị? Anh chị cứ hình dung một điều là cổ phiếu càng ở trên cao thì nó càng ngon. Đó, và anh chị phải mua giá cao hơn để có được nó. Không phải là những cái cổ phiếu như HBC nè anh chị. Rẻ không anh chị? Rẻ như cho vậy á, nhưng mà sao? Nhưng mà nó có mạnh không? Nó có tăng giá được hay không? Câu trả lời là không. Làm sao mà tăng giá được? Bây giờ nè anh chị thấy không? Không có dòng tiền vào, cổ phiếu vẫn còn nằm ở dưới, làm sao mà đánh được, làm sao mà vào sóng được, tích lũy hả? Trời ơi, cổ phiếu đây nè anh chị, nói đây là cái cổ phiếu nó tích lũy một năm trời rồi, khả năng vào sóng rất cao nha em. Nhưng mà em cho anh chị xem nè, những cái cổ phiếu mà nó còn tích lũy lâu hơn cả cái cổ phiếu này nữa, đúng không? Có những cái cổ phiếu tích lũy cả mấy mấy năm trời, như DCM đi ví dụ, nếu như mà chu kỳ nó chưa tới thì sao anh chị, thì nó mãi tích lũy thôi đúng không? Đây nè, giai đoạn tích lũy của cổ phiếu nè mấy năm trời đúng không anh chị? Đó, từ những cái giai đoạn 15 nè, đó đến giai đoạn 17 nè, nó có tăng đâu anh chị, có khi còn giảm nữa. Đây nè, từ vùng giá 7 nè về tới vùng giá 5 nè, nó có tăng đâu. Đơn giản là vì nó vẫn chưa tới chu kỳ và nó vẫn đang tích lũy thôi. Thì anh chị đừng có nhìn vào cái quá trình tích lũy của nó mà phán là cổ phiếu này tích lũy đủ lâu rồi, bây giờ là chỉ chờ bung thôi. Nhưng mà thật sự là cổ phiếu nó có cho điểm mua hay không, đúng không? Bây giờ cổ phiếu nó không cho điểm mua đó, mà nó tích lũy, cho là tích lũy 3 4 năm đi thì sao? Thì nó vẫn là tích lũy thôi anh chị. Và em nói thật với anh chị là cầm giữ những cái cổ phiếu tích lũy á, nó sẽ rất là mệt mỏi, nó sẽ rất là nhọc nhằn nha anh chị. Đó, những cái cổ phiếu kênh trên khác nè, giới thiệu anh chị một vài cái cổ phiếu hay khả năng nó vào sóng như SJC nè anh chị, đẹp không anh chị? Đẹp như tranh đó. Tại sao những cái cổ phiếu này nó lại phải hấp thụ ở trên? Vì nó mạnh anh chị, đúng không? Nó mạnh và tổ chức thấy được cái giá trị của nó, nên là nó kéo lên trên này để làm gì? Để những cái ông kẹp hàng quanh đây nè, quanh giá 40 này đó, chấp nhận bán lại cái lượng hàng. Những ông kẹp hàng đây nè, đấy, sau cái cú rơi vừa rồi nè, bây giờ về bờ này, sao bán chốt lại. Thứ nhất á, là những ông mà có hàng bên dưới đó, lên tới đây chốt lại, ok, nó hấp thụ lại. Rồi sao? Những cái ông bị kẹp hàng quanh giá 40 nè, 41 nè, đó, bắt đầu sao anh chị? Bắt đầu nhả hàng ra. Đó, bắt đầu bán ra, bởi vì sao? Thứ nhất á, tâm lý á, mình bị kẹp hàng, bây giờ tổ chức nó kéo lên cho mình chốt lãi rồi. Đó, cho mình về bờ rồi thì sao? Bán ra đi, đúng không? Rồi bán có lãi nữa anh chị, đúng không? Đó, nó chấp nhận nó thu gom lại giá cao. Để làm gì anh chị? Vì nó biết được là cổ phiếu này nó ngon và nó sẵn sàng để bước vào sóng. Những cái cổ phiếu mà càng hấp thụ trên cao thì nó càng mạnh anh chị. Giống như Nam Kim nè anh chị. Nam Kim này, ví dụ. Đâu rồi? Đây đi anh chị. Thôi. Lấy SHS đi. SHS. Đây nè anh chị. Đó. Ví dụ giai đoạn chu kỳ trước nè, tại sao cổ phiếu SHS lại phải kéo lên nè, xác nhận một cái phiên như này rồi nó lại hấp thụ trên cao như vậy, đúng không? Đó. Vì anh chị hình dung cơ đơn giản nè, những cái vùng tích lũy này là những cái vùng gom hàng của tổ chức.
bây giờ nó thấy được tiềm năng của cổ phiếu nó ngon quá rồi, nó tốt quá rồi, nó chấp nhận, nó đổ tiền vào, nó mua giá cao anh chị. Đó, và đây gọi là những cái vùng gì, vùng BU này, đây là những cái tín hiệu SOS, gọi là tín hiệu lực cầu vào mạnh đó anh chị. Đó, khi mà lực cầu vào mạnh thì sao, thì giá cổ phiếu sẽ tăng, mà giá cổ phiếu tăng thì sao anh chị, thì tức là cái cổ phiếu này nó tiềm năng thì tổ chức nó mới đổ tiền vào nó mua, đúng không anh chị? Đổ tiền vào mua nè, và sau cái giai đoạn nó hấp thụ xong này, những cái phiên xác nhận này, đây là những cái phiên điểm mua của hệ thống này anh chị, đúng không anh chị em? Đó, xác nhận này vào rất mạnh. Một khi mà những cái cổ phiếu mà nó hấp thụ trên cao, đấy em che lại đoạn này nè, đó anh chị thấy hay không, nó giống y chang không anh chị? Y chang gì anh chị? Cấu trúc tích lũy kênh trên của những cái cổ phiếu như SJC nè, CTD nè, đó, rồi một vài cái cổ phiếu như là BMB nè, đúng không anh chị? Hay những cái cổ phiếu mà em nói là nó vào sóng trước rồi đó, như là có BMB nè, Shimadep nữa đúng không? Ngày hôm nay cũng có Shimadep nè. Đó, anh chị thấy y chang không anh chị? Cấu trúc tích lũy kênh trên đó, đúng không? Đây nè, nó tạo được những cái vùng nguyên nhân đủ lớn nè, đây là tích lũy 2 năm trời của cổ phiếu. Đúng không? Tích lũy 2 năm trời của cổ phiếu lên nè, lại tiếp tục tạo một cái nền. Rồi lên nè, tạo thêm một cái vùng nguyên nhân nữa. Nhưng mà đối với cổ phiếu Shimadep á, cái đặc tính của nó là đánh hơi chậm. Đánh hơi chậm. Vì sao vậy? Vì anh chị nhìn cái cách đánh của nó giai đoạn trước nè, không cần phải giai đoạn trước đâu anh chị, giai đoạn này anh chị cũng có thể thấy được là khi mà nó nổ lên á, nó không phải là tăng trần 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 đó, mà nó sẽ nổ lên, sau đó nó lại tiếp tục tái tích lũy trở lại. Thì đối với Shimadep á, anh chị đánh á, thì bắt buộc anh chị phải nắm giữ, mua và nắm giữ, không phải là mua xong rồi là nó tăng trần 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 được. Đó, nó không phải mang tính đầu cơ như là tụi dòng bất động sản hay là dòng chứng khoán hay dòng thép chẳng hạn. Nó không mang tính đầu cơ cao như vậy ha anh chị. Đó, Shimadep này hôm nay là cái điểm mua vào sóng, đúng không? Và cũng chia sẻ với anh chị em trong hệ thống cộng đồng. Đó, những anh chị theo dõi em thì cũng biết được ngày hôm nay cổ phiếu Shimadep là cổ phiếu vào sóng đó anh chị. Đúng không? Hay những cái cổ phiếu BMB này, tại sao nó mạnh vậy anh chị? Tại sao nó mạnh liên tục kéo như vậy? Đơn giản là nó nằm trên cao, đúng không? Những cái cổ phiếu càng trên cao nó càng mạnh. Những cái cổ phiếu FLT nè, khả năng vào sóng rất cao luôn nha anh chị, đúng không? Tích lũy ở trên nè, đó, những cái phiên dòng tiền vào nè, chờ xác nhận thôi anh chị. Đó. Đối với những cổ phiếu này á, anh chị chắc chắn là anh chị sẽ không dám tham gia đâu, đảm bảo với anh chị luôn. Vì sao? Vì anh chị thấy giá nó mắc quá, không dám mua. Nhưng mà một khi nó vào sóng đi. Đó. Một khi nó vào sóng thì thôi rồi, kinh khủng. Những cái giai đoạn trước nó đánh nè anh chị, anh chị thấy không? Tại sao nó phải hấp thụ ở trên cao, đúng không? Đây nè, một cái vùng hấp thụ trên cao của cổ phiếu đó, tích lũy nè, đúng không? Mà cái biên này nó hơi rộng thôi, cái giai đoạn tích lũy này cái biên nó hơi rộng, đúng không anh chị? Đó, tích lũy kiệt thanh khoản nè, điểm xác nhận vào sóng nè, đúng không anh chị? Đó, và cái giai đoạn này là giai đoạn gì? Giai đoạn tích lũy, đúng không? Tích lũy nè, kéo lên nè, BU nè anh chị. Đó, dòng tiền xác nhận nè, phiên xác nhận dòng tiền vào nè. Đó, và chu kỳ tăng của nó là bao nhiêu anh chị? Gấp mấy lần, đúng không? Gấp 3 lần, từ những cái vùng giá 20 đi, từ những vùng giá 20 lên vùng giá 60. Chưa kể là nó còn lên nữa anh chị, đúng không? Lên tới vùng 100 nè anh chị. Kinh khủng khiếp không anh chị? Đó, anh chị thấy những cái cổ phiếu nó càng trên cao nó sẽ càng mạnh. Thì vừa rồi chia sẻ cho anh chị về những cái cổ phiếu như SJC này. Đó, lưu ý nha anh chị, ngày mai rất có khả năng sẽ đánh. Đó, và nếu như mà anh chị không biết mua như thế nào thì sao? Đó, tham gia vào nhóm cộng đồng đi, em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái điểm mua nếu như mà nó xác nhận. Đó, ngày hôm nay là có những cái cổ phiếu như Shimadep nè, hôm nay là điểm mua vào sóng nè, đúng không anh chị? Đó, Shimadep nè, đúng không? Hôm nay điểm mua vào sóng nè. Rồi cái cổ phiếu gì nữa anh chị? Cổ phiếu Nam Long nè, đúng không? Đó, mới mua Nam Long nè anh chị, đúng không? Nam Long nè, đó, Nam Long BDR, đúng không? Tích lũy rất là đẹp, mà trước đó là cũng đã có khuyến nghị anh chị tham gia rồi. Đấy, tích lũy đẹp nè, mình mua trước được không? Đó, được. Đó, anh chị cứ mua đi. Đó. Nam Long nè.
Tiếp theo là Nam Long nè anh chị, đúng không? Những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu anh chị không 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 nên bỏ qua, không nên bỏ lỡ. Đó, những cái điểm test cung của cổ phiếu này là những cái điểm mà em đã khuyến nghị anh chị tham gia vào. Bây giờ nó nổ nè, đó. Và khả năng cao là sau cái phiên nổ này á, nó mạnh lên gì, nó sẽ tiếp tục xuất hiện thêm thêm một cái phiên phiên nổ nữa, và nó vượt đỉnh anh chị, vượt đỉnh này nè, quanh đây nè anh chị, hoàn toàn có thể nha. Đó, và đối với cái xung lực cái cổ phiếu Nam Long á, thì em đánh giá là hoàn toàn có thể xảy ra. Đó, Nam Long á, thì có thể là nó kéo lên và nó test lại. Đó, nó test lại sau đó nó xác nhận nó nổ vượt khỏi cái vùng này. Vượt khỏi đâu đó tầm khoảng giá 30 39 anh chị, 38 39 là ngon rồi. Đó. Nên là cái cửa vào sóng của nó rất là cao nha. Nam Long thì hôm nay là cái điểm pivot của cổ phiếu. Đó, chấp nhận mua cao đi anh chị. Đó, chấp nhận mua cao. Nếu như mà anh chị nào chưa có hàng thì hôm nay em có khuyến nghị anh chị mua vào trong phiên ATC và cược nó vào sóng nha anh chị. Tức là mua cái điểm này nè. Có thể là hàng về sẽ lỗ đâu đó 1-2% chẳng hạn. Đó. Nhưng mà cổ phiếu một khi vào sóng rồi á thì nó sẽ giúp anh chị lãi được cả chục phần trăm. Ví dụ những cái cổ phiếu như Gilead nè. Tại sao nó mạnh vậy anh chị? Giai đoạn trước nè. Đây nè. Ví dụ đi. Đây là gì anh chị? Tích lũy nè, đúng không? Và đây là gì? Vùng hấp thụ trên cao của cổ phiếu nè. Anh chị đừng quan tâm trước đó nó như nào, đúng không? Bây giờ nè, nhìn những cái giai đoạn như này nè, nó hấp thụ như này, đẹp không anh chị? Tuyệt vời, đây là điểm mua nè, đúng không? Điểm mua nè anh chị, hoặc là mua ở dưới đây, mua sớm ở dưới đây. Đây là những cái cú rũ, những cái cú rũ LBS trong cái quá trình đi lên của nó, nhưng mà mua ở đây vẫn được. Đó, anh chị thấy một cổ phiếu mà khi vào sóng rồi, đó, nó tăng đâu có dưới đâu, nó tăng không dưới 20%. Đúng không anh chị? Đó, những cái khoản này là những khoản lãi nhẹ thôi anh chị, đúng không? Hay những cái cổ phiếu DTD này, tại sao nó mạnh vậy anh chị? Đúng không? Tại sao nó mạnh? Đây. Tích lũy này anh chị. Đẹp như tranh. Rồi sao anh chị? BU nè, đúng không? Tích lũy trên cao nè, kéo lên nè, một món hàng ngon là một cái món hàng mà tổ chức tranh nhau mua ở trên cao anh chị. Anh chị nhớ cái câu này cho mà cho giúp em nè. Một món hàng ngon là một món hàng mà tổ chức họ tranh nhau họ mua cao. Đẹp không anh chị? Đó. Nó mua ở trên cao nè, và khi cổ phiếu vào sóng thì sao? Trời ơi, lãi bao nhiêu phần trăm anh chị? 100% x2 rồi, đúng không? Đó. Anh chị thấy những cái cổ phiếu trên cao là những cái cổ phiếu tổ chức họ tranh nhau họ mua. Và khi mà họ tranh nhau họ mua, những cái dòng tiền của tổ chức là dòng tiền gì anh chị? Dòng tiền thông minh, đúng không? Nó thấy được thiên thời của cổ phiếu tới rồi thì sao? Thì nó sẽ đánh lên. Đó. Giai đoạn này cũng vậy nè anh chị. Đây nè, những cái vùng gì? Hấp thụ trên cao nè, đúng không? Pivot của cổ phiếu nè. Đó, và xác nhận vào sóng, đúng không? Nền này nó hơi ngắn. Nhưng mà cơ bản á, là nó chấp nhận nó mua cao. Nó xác nhận đổ tiền vào. Đó. Mặc dù là cái phiên này là gì anh chị? Phiên này nè, nó đóng nến không quá mạnh đi anh chị. Tức là sao? Có dòng tiền vào nhưng mà nó không có thể hiện được quyết tâm quá lớn. Nhưng mà sau đó là sao? Đây là cái phiên xác nhận này, dòng tiền vào mạnh và quyết liệt hơn nè. Nó giống SJC vậy anh chị. SJC giai đoạn hiện tại nhiều anh chị bảo là nó đóng nến không có đẹp, đúng không? Phiên này dòng tiền vào nhưng mà đóng nến không đẹp. Đó, thì anh chị nhìn lại cái thằng CTD cũng vậy, hay là những cái thằng như Gilead đi cũng vậy nè anh chị. Đấy, rất nhiều ví dụ cho anh chị em đó, để anh chị em hiểu được tại sao cái cổ phiếu nó không đóng trần, nó không đóng quyết liệt đi nhưng mà nó vẫn mạnh. Đây nè, phiên này là gì anh chị? Dòng tiền xác nhận, đúng không? Dòng tiền xác nhận vào sóng nè. Đó, mặc dù là nó không tăng với cái biên độ cao nhất trong ngày nhưng mà thể hiện được dòng tiền nó rất mạnh. Và sau đó là sao? Đây là cái phiên xác nhận này, xác nhận vào sóng nè. Đó, thì cái chúng ta cần chính là cái phiên này nè anh chị. Cái chúng ta cần là cái phiên này, xác nhận vào sóng này. Mà khi mà vào sóng rồi thì sao anh chị em? Thì sao? Một cái khoản lợi nhuận gấp đôi trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Thì đối với cổ phiếu Relax á, thằng này nó đánh khá là điên anh chị. Nó có độ điên nhất định. Nên là tức là cái mang tính đầu cơ của nó rất cao á. Nên là cái xung lực nó rất là tốt. Là như vậy.
Đó, thì nãy giờ là chia sẻ cho anh chị về những cái cổ phiếu như như CTD này, đúng không? Đẹp không anh chị? Đẹp như tranh. Đó. Và sắp tới cần một cái phiên bùng nổ mạnh mẽ và quyết liệt hơn so với cái phiên ngày 22 tháng 12 này nữa anh chị. Đó, chính thức cổ phiếu bước vào sóng nha. Đó, và anh chị nào không biết tham gia mua vào cái cổ phiếu này như thế nào thì nhanh chóng tham gia vào nhóm đi. Em sẽ hướng dẫn anh chị. Ngày hôm nay là có những cái cổ phiếu như Nam Long này, đó là điểm buy vote của cổ phiếu này anh chị. Và sau đó thì sao anh chị? Để vào sóng thì sao? Nó sẽ phải có một cái phiên xác nhận nữa. Đó. Và khi đó thị trường nó sẽ tiệm cận về tới những cái vùng biên trên này anh chị. Đó, nếu như mà nó đồng thuận giữa thị trường và cái cổ phiếu thì khả năng cao là thị trường lên trên nó hấp thụ, nhưng cổ phiếu nó sẽ lợi dụng yếu tố đó để nó vào sóng nó đánh luôn, giống như những cái giai đoạn CTD này đó. Thị trường giai đoạn này tích lũy đúng không anh chị, nhưng mà thị trường giai đoạn này nè nó tích lũy là chủ đạo đúng không anh chị, nhưng mà anh chị thấy không, cái nhịp tăng của nó nè, cái nhịp tăng để mà lên nó hấp thụ bị gì vậy đây, rồi quay lại nè anh chị. Anh chị thấy nè, nó lợi dụng nhịp tăng trong cái quá đấy, sau cái quá trình điều chỉnh rũ bỏ này, anh chị thấy không? Đó, nó lợi dụng nhịp tăng của thị trường. Đó, thị trường tăng nè, cổ phiếu cũng lợi dụng nhịp tăng của nó nè. Đó, và nó kích hoạt vào sóng ở những cái điểm này. Đó, ở những cái điểm này nè. Rồi sau đó thì sao? Thị trường nó có những cái tín hiệu gì? Điều chỉnh trở lại, nhưng mà cổ phiếu có điều chỉnh không anh chị? Không hề điều chỉnh, mà nó làm gì? Nó giữ giá đi ngang để mà nó hấp thụ. Vì cơ bản là sao? Vì cơ bản nó vào pha E rồi. Đây là cái điểm xác nhận vào pha E của cổ phiếu này. Đúng không anh chị? Đúng hay rất đúng anh chị? Nó tích lũy rồi, nó tích lũy xong rồi nè. Đó, nó có một cái nền hấp thụ BU ở đây nè. Và sau, đây là pha E nè, xác nhận vào sóng. Đó, thì bây giờ thị trường có điều chỉnh, có rung rũ hay cái gì đi nữa, nó vẫn giữ giá ở đây, nó hấp thụ ở đây và nó tiếp tục nó đánh. Đó, hay những cái cổ phiếu như SHS nè. SHS nè anh chị. Đó, đây là gì? Là điểm xác nhận của cổ phiếu. Vậy thì sao? Bây giờ thị trường có điều chỉnh giảm cái chục điểm đi nữa. Đó, nó cũng lợi dụng rũ bỏ nè. Nhưng mà sao? Nó vẫn giữ giá ở trên cao. Vì cơ bản là đây là cái phiên dòng tiền tổ chức họ đổ tiền và họ mua rồi. Thì dù thị trường có giảm cái chục điểm đi, không lẽ nó lại nó cầm súng nó bắn vào chân mình, nó rũ phát về tới cái vùng nền bên dưới. Đây là phiên dòng tiền nè, dòng tiền cực đại nè, đúng không anh chị? Không lẽ bây giờ nó rũ phát về tới vùng biên dưới cho nhỏ lẻ nó gom được hàng giá cao, mặc dù là nó sử dụng, nó dùng cái nguồn lực của nó đổ tiền vào, nó mua rất là mạnh tại cái phiên này. Hình dung được không anh chị? Và đó chính là cái cách mà em đánh giá một cái xung lực của cổ phiếu. Đó, những cái phiên xác nhận sau cái giai đoạn rũ bỏ này. Đó, đây là điểm mua nè anh chị. Rất đẹp. Đúng không? Đó. CTD này, rồi SJC này. Lưu lại nha anh chị, những cái cổ phiếu này rất mạnh nha. Rồi một vài cổ phiếu khác như là hôm nay mới lọc được cái cổ phiếu như LC nè, đúng không anh chị? Lưu ý được nha, nhưng mà hàng này nó hơi hơi nhỏ. LC này. Đó, nên nè, tích lũy trên cao nè, đúng không? Khả năng vào sóng rất là cao nha anh chị. Hôm trước nè là một cái điểm buy vote của cổ phiếu rồi. Đó, một cái điểm buy vote của cổ phiếu. Nhưng mà chưa chưa có lọc ra. Đó. Thì bây giờ anh chị mua vẫn được và mua cược nó xuất hiện một cái viên bùng nổ. Đó. Những cái cổ phiếu tích lũy trên cao thì anh chị phải lưu vào, những cái cổ phiếu này rất là mạnh. Anh chị cứ hỏi về những cái cổ phiếu đầu tư công làm cái gì? Mấy thằng này còn lẹt đẹt bên dưới, có tiền vào đâu, đúng không? Hay những cái cổ phiếu như HHV nè, dĩ nhiên những cái thằng này vẫn có cái nhịp tăng, nhưng mà nó chỉ dùng để đánh T cộng thôi anh chị, đúng không? Còn em là đánh sóng. Bây giờ anh chị, khi mà anh chị thấy được tiềm năng của một cái cổ phiếu nó vào sóng thì anh chị sẽ phải bỏ qua hết tất cả những cái trận đánh T cộng, những cái trận đánh nhỏ nhặt như này đó, nên bỏ qua. Vì sao vậy? Vì khi mà mình tập trung vào quá nhiều thứ ấy, thì nó không có hay, nó không hay anh chị. Đó, khi mà mình tập trung quá nhiều thứ, anh vừa đánh T cộng, anh vừa đánh định giá, rồi anh đánh sóng, làm sao mà anh đánh được, đúng không? Mỗi người mỗi phương pháp, vậy nên là tập trung đúng vào cái phương pháp và cái sở trường của mình anh chị. Đó,
Anh chị thấy không, đánh T cộng thì những cái cổ phiếu này cực kỳ ngon. Đó, cứ về biên dưới này anh chị mua rồi chờ nó nổ rồi lên chốt lãi thôi. VCG cũng vậy nè. Đó, chờ nổ rồi lên chốt lãi thôi, đúng không? Đó. Rồi. Đó. Cứ về biên dưới nè, chỉnh mua rồi lên biên trên nè, đó cành bảng 25 bán không? Bán. Đó, vì lên chạm cản bán, dĩ nhiên là sẽ có một cái khoản lãi. Đó. Nhưng mà cái khoản lãi này so với cái rủi ro. Đó. Nhưng mà cái khoản lãi này nó không quá lớn anh chị. Để làm gì? Để anh chị có thể đánh full vốn vào, anh chị đánh mạnh vào đối với những cái cổ phiếu này, đúng không? Đó, LC này anh chị, quay trở lại, đây là cái cổ phiếu kênh trên này rất tiềm năng nha, anh chị có thể chú ý được. Hay là những cái cổ phiếu đó, LC này, tại sao đoạn trước nó mạnh? Đó, che lại nè, anh chị thấy không? Đẹp không anh chị? Đẹp như tranh luôn, đúng không? Đó, tại sao tổ chức phải kéo lên nè? Tại sao tổ chức nó phải kéo lên? Lên đây nó lại mua, đúng không? Sao nó không gom vùng giá chính đi mà phải lên tới vùng giá 10, 11 này? Nó mua cao vậy anh chị? Vì nó thấy được cái cổ phiếu này ngon quá nên là nó phải mua cao. Đó, và sau đó này. Đó. Một khoản lợi nhuận kết xù trong một cái khoảng thời gian ngắn. Đúng không anh chị? Đúng hay rất đúng. Những cái điểm buy vote nè, ngày 28 tháng 7 này. Đó, đoạn này thì còn say sóng chứng khoán anh chị. Xây sóng chứng khoán nên là không để ý mấy cái cổ phiếu như này. Đó, rất tiếc, thật sự rất tiếc cổ phiếu LC này anh chị. Nhịp vừa rồi là lo đánh những cái cổ phiếu như SHS này, rồi SSI, nói chung là dòng chứng khoán, cái sóng chứng khoán vừa rồi vẫn còn đang xây sóng với nó. Nên là không chú ý đối với những cổ phiếu này, rất là tiếc. Đó, thì giai đoạn sau mà mình phải sửa, sửa lỗi, đúng không? Đó. Nên là đoạn này á, những cái cổ phiếu nào mà nó tích lũy trên cao anh chị, cứ phan mạnh nó. Đó. Có điểm mua thì cứ phan mạnh nó đi. BDR này anh chị. BDR nè, quanh 26 là có khuyến nghị anh chị tham gia. Đúng không? Bây giờ lên 27 rồi, có một cái khoản lãi rồi. Nhưng mà đừng chốt vội anh chị. Thật sự hôm nay là phiên dòng tiền vào rất tốt đối với cổ phiếu này. Chúng ta có thể kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ vào sóng luôn, nếu như mà sắp tới nó có sự xác nhận. Còn nếu như nó không có sự xác nhận thì sao? Thì thôi, mình chốt lãi quanh 28, 29 cũng được, đúng không? Đối với những anh chị nào mà theo cái chiến lược đánh ngắn. Còn những anh chị nào mà vị thế bên dưới, mình cứ cầm thôi, ung dung thôi anh chị. Đó, những cái cổ phiếu mà nó vào kênh trên rồi, mình có thể kỳ vọng là nó sẽ tạo sóng được. Đó, mặc dù là thị trường sao có thể tích lũy lại đó, nhưng mà sao những cổ phiếu này có thể lợi dụng yếu tố thị trường trong cái quá trình mà nó đi lên biên trên á, để nó vào sóng luôn. Đó, thì em vừa lấy ví dụ cho anh chị về cái cổ phiếu CTD này, hay những cái cổ phiếu như FCS này, đúng không? Nhịp trước này nó cũng lợi dụng gì anh chị? Lợi dụng yếu tố thị trường đẩy giá này. Đây là gì anh chị? Một cái quá trình đẩy giá của thị trường này. Nhưng mà sao? Nó lợi dụng yếu tố đó để mà nó vào sóng. Và nó chính là cái cổ phiếu dẫn dắt cho cái chu kỳ, cho cái nhóm ngành dòng chứng khoán, đúng không? Đúng hay rất đúng anh chị? Đó, và thị trường điều chỉnh này, cổ phiếu có điều chỉnh mấy đâu, nó tạo được một cái vùng biên đi ngang và cứ như vậy túc tắc đi lên thôi. Đó. Rồi, nãy giờ là tặng anh chị một vài cái cổ phiếu rồi đúng không? Đó, nào là những cái cổ phiếu khác để em nhớ coi. Cổ phiếu kênh trên này có lưu lại hết cả anh chị ơi. Phiếu kênh trên này, SJC, Nam Từ Liêm này anh chị, như còn nữa nhưng mà em chưa cập nhật. BSI, BSI cũng đẹp quá nè anh chị, đúng không? Hiện tại là vẫn còn điểm mua nha, đâu đó quanh 46 anh chị có thể vào. Đó, anh chị lấy vị thế thôi. Đó, còn cái việc mà nó nổ hay không á, đã là lấy vị thế rồi thì không có đi full vốn anh chị. Đã là lấy vị thế rồi thì hãy chia cái điểm mua ra. Vì sao vậy? Vì mình không biết được là cổ phiếu nó có muốn đánh hay không. Đó, và cái việc mà anh chị mua một cục ở một cái vị thế ở một cổ phiếu là một điều mà nó không được khôn ngoan lắm trong cái giai đoạn thị trường tích lũy hiện tại nha. Đó, bởi vì sao vậy anh chị? Thì anh chị hình dung nè, bây giờ anh chị bỏ một cục vào một cái cổ phiếu mà không biết được là cổ phiếu nó có đánh hay không. Có phải là anh chị đang chôn vốn không?
rồi những cái cổ phiếu kia nó vào sóng, anh chị lại không có tiền để anh chị vào, anh chị mua vào cái cổ phiếu lại lỡ mất sóng đối với cái cổ phiếu đấy đó. Nên là khi mà mình đánh trong cái thị trường tích lũy á, mình đừng có đi full vốn, mình chia vốn ra để mà mình giải ngân vào từng mã cổ phiếu nó tiềm năng, nó sẽ hay hơn đúng không? CTR này anh chị mạnh không anh chị, quá mạnh luôn ấy chứ đó. Những cái cổ phiếu kênh trên là những cái cổ phiếu tiềm năng đó. Và tại sao nó cứ lên hoài vậy em đó, nó lên mà nó không có chỉnh rồi em đó, trong khi những cái cổ phiếu ở dưới á, thì nó liên tục lên là chỉnh, lên là bị chỉnh. Shimadep nè, rồi cái cổ phiếu BMB nè đúng không, mạnh đó. Rồi những cái cổ phiếu FRT cũng vậy nè anh chị đó, FRT là chờ một cái phiên xác nhận nữa thôi đó. Thì đó là một vài cái cổ phiếu mà em muốn giới thiệu với anh chị trong cái video ngày hôm nay. À còn TV2 nữa đúng không anh chị, TV2 nè, đây nè, thì cái hàng này thanh khoản hơi bé đó, anh chị muốn có hàng thì có thể canh mua vào ở những cái phiên này được rồi. TV2 thì em thấy được là cái cấu trúc tích lũy của nó khá là ổn đó, nhưng mà cái nhịp này là cái nhịp rũ hơi sâu đúng không, rũ hơi sâu nhưng mà nó quay trở lại, nó hấp thụ được nè đó, nó có một cái lượng dòng tiền vào rất mạnh đó, và nó chấp nhận nó hấp thụ lại trên cao, thì anh chị có thể cược được cái cổ phiếu này nó vào sóng nha. Hàng này nó đánh riêng lẻ anh chị, nó đánh riêng lẻ, nó không có sóng ngành đâu. Nói chung là đoạn này á, anh chị thấy không, là chứng khoán nè, xây dựng nè, rồi bán lẻ nè, rồi cảng biển, bất động sản, nói chung là đoạn này nó không có sóng ngành. Và những cái cổ phiếu nó vào sóng á, đa phần là các cổ phiếu riêng lẻ thôi anh chị, giống như HAG đoạn trước là riêng lẻ thôi đó. Dabaco cũng vậy nè, cũng hấp thụ nguồn cung trên cao nè đúng không anh chị đó. Thì đơn giản là cái cổ phiếu này nó là cổ phiếu riêng lẻ thôi. Nhưng mà tại sao em không khuyến nghị anh chị tham gia vào mấy hàng này, vì nó có kiệt cung đâu mà đánh đúng không. Đây ok, đây là cái vùng nền giá của nó này, nhưng mà nó có cho điểm mua đâu mà đánh đúng không. Nó đang tăng theo gì anh chị, tăng theo tin đúng không, nào là tin ra về cái vaccine Dabaco này nọ nè. Nói chung là đoạn này tích lũy kênh trên nó phải kiệt cung nữa rồi dòng tiền vào xác nhận thì nó mới là cái điểm mua an toàn được đó. SSC nè anh chị đó, vắt kiệt nguồn cung nè, buy vote nè đúng không anh chị, thì mới an toàn để mà tham gia. Chứ bây giờ nó không kiệt cung sao mà tham gia được. Dabaco thì ai mà chẳng biết là nó ở trên cao và nó hấp thụ đúng không, nó hấp thụ nguồn cung trên cao, nhưng mà quan trọng là nó phải kịp cung. Giống như Nam Kim này anh chị, ai mà chẳng biết nó trên cao đúng không, nhưng mà sao, nhưng mà nó có kịp cung đâu, dao động lỏng như này nè, bảo anh chị vào FOMO à đúng không đó. Đó thì đó là một vài cái cổ phiếu em muốn chia sẻ với anh chị. TV2 nữa nè anh chị, lưu vào ha. TV2 nè, quá trình nè, hấp thụ nguồn cung trên cao nè, vắt kiệt nguồn cung nè đó, chờ điểm nổ đó anh chị, khả năng cao là nó sẽ nổ đó. Bởi vì sao, vì những thằng này nó hấp thụ trên cao rồi đấy, thì không biết khi nào nó nổ thôi. Nhưng mà nếu mà anh chị muốn tham gia thì có thể chú ý quanh cái vùng 38 này, anh chị lấy vị thế được. Lấy vị thế tức là sao, đừng có mua full vốn anh chị đó. Đoạn này thì quan sát những cái cổ phiếu trên cao, còn không thì anh chị đã lỡ những cái điểm mua mua đánh T cộng rồi, ví dụ DXG này, em khuyến nghị anh chị mua đâu đó tầm khoảng quanh 18.5 đúng không, nói chung là dưới 19 đó, đó dưới 19. Thì bây giờ anh chị lỡ điểm mua rồi thì sao, tập trung những cái cổ phiếu trên cao, những cái cổ phiếu vào sóng đi, những cái cổ phiếu mà có thể đem lại cho anh chị một cái khoản lợi nhuận kết xù đó đó. Còn bây giờ anh chị lỡ những cái điểm mua này rồi mà thị trường sao anh chị, thị trường nó gần tới cái biên trên rồi, thì cái khoản lợi nhuận của anh chị nó không còn nhiều nữa. Anh chị hỏi về cái điểm mua DIG này, như anh chị hỏi điểm mua DIG mà DIG nó gần lên tới vùng giá 27 rồi, tức là vùng này là vùng gì, vùng cản của cổ phiếu đúng không. Bây giờ còn hỏi điểm mua nữa làm sao mà trả lời được đó. Mua thì mua vẫn được đấy, nhưng mà anh chị có chấp nhận chịu lỗ không đó, hỏi một câu thôi. Mua thì mã nào cũng mua được hết cả, em nói thật, mua thì mã nào cũng mua được hết, nhưng mà quan trọng là anh chị có chấp nhận khi mà cái cổ phiếu rung lắc á, anh chị có mất hàng hay không
Đó. DG người ta gần gần chốt lãi tới nơi rồi, anh chị mới hỏi mua. DG mà nó muốn vào sóng đi anh chị thì sao? Nó phải có một phiên dòng tiền vào quyết liệt hơn nữa. Nhưng mà nó vẫn chưa vào sóng đâu, vì nguồn cung ở đây còn. Đúng không? Đó. Thì có khả năng là nó sẽ kéo lên 29 30 để mà nó tái tích lũy trở lại, hoặc là nó kéo thẳng đứng lên vượt 29, vượt 30 luôn anh chị. Đó, thì đó là cái thể hiện cổ phiếu nó mạnh và nó quyết liệt, đúng không? Quyết liệt trong cái việc mà tổ chức họ tranh nhau họ mua. Nếu mà vượt 30 mà nó tích lũy lại thì nó là siêu phẩm nha anh chị. Nó vào sóng một cái là bán nhà bán cửa bán xe bán cổ đi anh chị. Đó thì sao, múc đó, thẳng thắn. Ok, đó là một vài cổ phiếu em muốn chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay, những cái cổ phiếu kênh trên, những cái cổ phiếu tiềm năng. Ngoài ra là còn những cái nhóm ngành các dòng khác thì ngày hôm nay chắc sẽ không phân tích với anh chị đâu. Vì sao? Vì các cổ phiếu đó hầu như là phân tích miết rồi, bây giờ còn cái gì đâu mà phân tích nữa, đúng không anh chị? Những cái cổ phiếu mà đánh T cộng, đánh ngắn thì anh chị tự chủ động. Vì sao? Vì trước đó là cũng đã khuyến nghị anh chị những cái điểm mua rồi. Bây giờ là chốt lãi tùy tâm anh chị. Đó, cứ đạt lợi nhuận đúng theo yêu cầu thì anh chị cứ chốt lãi thôi. Những cái cổ phiếu như là DG nè, đó. Thì những cái điểm mua là quanh 25x đúng không anh chị? Bây giờ lên tới 27 thì anh chị có thể chủ động anh chị chốt lãi chẳng hạn. Đấy, còn không thì anh chị cược nó vào sóng cũng được. Đó, nói chung là đoạn này khi mà mình có hàng rồi mình rất là chủ động nha anh chị. Đó, chứ không phải là lăn tăn đi tìm điểm mua hay là điểm bán của cổ phiếu nữa. Thì đó là một vài cái chia sẻ của em trong video ngày hôm nay. Đó, cũng mong là nó sẽ hữu ích với anh chị nhà đầu tư và chia sẻ cho anh chị về những cái thì cũng chia sẻ cho anh chị về cái phương pháp đầu tư của em, nó đánh theo sóng và cái điểm mua mà em chia sẻ với anh chị nó sẽ gắn liền với cái cách mà cái cổ phiếu nó vào sóng đó, nên là anh chị sẽ thấy là thường em sẽ mua đuổi đối với những cái cổ phiếu BMB hôm nay là điểm mua nè anh chị. Ai nhầm, Shimadep chứ, Shimadep hôm nay là điểm mua nè, nhưng mà có thể là mua xong rồi lên nó gặp điều chỉnh là chuyện bình thường nha anh chị. Đó, đơn giản là cái cổ phiếu đặc tính của nó là vậy rồi anh chị, nhưng mà đây là cái điểm mua vào sóng đó và được dòng tiền chấp nhận họ mua cao đó. Và cái kỳ vọng thì cổ phiếu này nó sẽ theo cái đà tăng trưởng anh chị, với cái cấu trúc nền trồng nền như này nè thì cái cổ phiếu khả năng là nó sẽ đi theo cấu trúc tăng trưởng. Dòng cảng biển nó cũng có những cái cổ phiếu như HAH nè, đó tăng rất là mạnh, nhưng mà tại sao em không lựa chọn cho nhà đầu tư tham gia trong cái nhịp này? Cũng có những cái nhịp gì anh chị, rũ bỏ nè, khối lượng nè, thanh khoản, dòng tiền bắt đầu quay trở lại đối với cổ phiếu này, đúng không? Rất đẹp. Nhưng mà sao, thứ nhất á là cổ phiếu á, em thấy là nó tích lũy chưa đủ, tích lũy chưa đủ nè. Đoạn này không phải tích lũy đâu anh chị, đó đoạn trước tích lũy á, thì ok đúng đó, nó tích lũy á, thì ok đúng. Nhưng mà đoạn này á, anh chị thấy không, nó dao động rất là lỏng, thì đây không phải là cấu trúc tích lũy ha, mà nó rũ bỏ cũng rất là sâu nè. Thứ nhất rũ bỏ sâu nè, bây giờ nó hồi lên đó, hiện tại là vẫn còn một cái áp lực cung rất lớn quanh cái vùng vùng giá 40 nè. Những anh chị nào mà mua những cái cổ phiếu này á thì nó đang hưởng lợi từ cái thông tin gì, tranh chấp ở cái vùng biển đỏ đúng không? Đó thì anh chị đánh theo tin á, ok anh chị có lãi thì em nghĩ là anh chị nên thực hiện hóa cái lợi nhuận của mình. Lượng cung ở đây còn khá là nhiều, bây giờ để mà cổ phiếu vào sóng á, em đánh giá là nó vẫn chưa chưa thật sự vào sóng được đó. Rồi những cái cổ phiếu như VOS nè, đó nét vẽ vẫn còn nguyên nha anh chị, và cổ phiếu này em đánh giá là nó có một cái quá trình tích lũy rất là đẹp nha anh chị, khả năng vào sóng cũng rất là cao. Nhưng mà điểm trừ á, là cái cổ phiếu nó vẫn còn đang ở giữa, tức là nó nếu như mà nó muốn vào sóng đi, cái phương pháp của em là đánh dựa vào cái tính thời điểm. Bây giờ cái cổ phiếu á, mà nó muốn vào sóng thì nó phải nằm ở trên cao, nó phải hấp thụ lại những cái nguồn cung bán tháo như này,
đó, phiên 18 tháng 10 này, rồi những cái phiên sau đó này, đó nó bị lực cung trào ra rất nhiều. Tức là ở đây cái áp lực cung á, cái lực bán của nó còn nhiều anh chị. Vậy thì sao? Cổ phiếu kéo lên đi, em chấp nhận em mua giá cao anh chị. Bây giờ giá 11, giá 10, giá 11. Đó, nhiều người bảo không mua đi. Lên giá cao rồi mua làm gì? Nhưng mà đối với một cái cổ phiếu á, mà nó muốn vào sóng mạnh và với cái cấu trúc tích lũy một năm trời như này này, thì anh chị đừng có lo sợ là anh chị mua giá cao anh chị không có lợi. Em nói thật, bây giờ cho em mua giá 13, 14 em vẫn chấp nhận em mua. Nhưng mà em nhìn thấy được cái kỳ vọng của cổ phiếu là có thể lên tới những cái vùng giá 20, 25 chẳng hạn. Thì sao? Thì những cái vùng giá 13, 14 này không thành vấn đề anh chị. Đó. Vì cơ bản là cổ phiếu nó có một cái vùng tích lũy rất là đẹp, rất là tốt. Bây giờ anh chị mua sớm thì sao? Dĩ nhiên mua sớm vẫn được, những cái cấu trúc rũ bỏ này, sau đó dòng tiền quay trở lại. Đây gọi là những cấu trúc huy động dòng tiền, cấu trúc LBS hướng lên anh chị. Đó, bây giờ em chờ một cái điểm điểm BU đúng không? Hấp thụ nguồn cung trên cao, lúc đó em đánh. Mua xong là cái cổ phiếu nó vào sóng luôn, chứ không phải là mua rồi nó gặp chỉnh. Giống như những cái cổ phiếu mà để em coi. Giống như cổ phiếu L14 đi anh chị, đúng không? Giai đoạn hiện tại này. Anh chị thấy không? Nhọc không anh chị? Đó, cứ mua xong rồi nó lại chỉnh, mua xong chỉnh, mua xong rồi lại chỉnh. Nhọc không anh chị? Tức là cổ phiếu này nó vẫn còn đang ở dưới, mặc dù là cái cấu trúc tích lũy của nó cũng cũng cả năm trời nè, đâu có ít đâu anh chị. Đúng không? Nhưng mà nó vẫn còn đang dưới. Bây giờ lên tới trên cao này nè, đó nó hấp thụ trở lại đi. Thì cái cửa vào sóng của nó sẽ rất là mạnh. Đó, còn hiện tại thì chưa, nó vẫn còn đang tích lũy thôi. Đúng không? Đó, thì đó là một vài cái chia sẻ của em. Đó, đối với những cái cổ phiếu, đặc biệt là dòng cảng biển. Dòng cảng biển mấy nay nó kéo mạnh quá, nhiều anh chị cũng hỏi. Thì em cũng trả lời rồi đấy. Đó, rồi. Thì dòng cảng biển em thấy là khả năng Jimadev vào sóng có mỗi Jimadev vào sóng thôi anh chị. Vì nó nằm trên cao. Đơn giản vậy thôi. Những thằng kia thì nó vẫn còn ở dưới, và khi mà lên á nó sẽ phải gặp nguồn cung áp lực bán, nên là mình chủ động mình xử lý đối với những cổ phiếu đấy. VOS nè, VOS thì anh chị mua vẫn được, nói thật với anh chị là mua vẫn được đó. Điểm này là điểm mua này, nhưng mà sao, nhưng mà phải chấp nhận được cái rủi ro là mua xong rồi nó sẽ gặp chỉnh nha, lên rồi nó có thể LBS thêm cái nữa rồi nó BU chẳng hạn. Đó, điều đó mình không biết được. Đó, nhưng mà em biết được cái tính thời điểm khi nào cổ phiếu nó đánh, nó vào sóng. Đó, là khi mà nó hấp thụ được hết cái nguồn cung này đi thì nó sẽ đánh. Đơn giản vậy thôi anh chị. Đó. Ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu như còn cái thắc mắc gì, còn những cái cổ phiếu nào mà anh chị quan tâm vẫn chưa được em giải đáp, thì anh chị có thể comment vào phía bên dưới cái phần bình luận. Và nếu như mà thấy cái video này hay thì sao, nhấn giúp em một cái lượt like, một cái comment đi anh chị, một cái comment mang tính tích cực như là cảm ơn em đã chia sẻ, hoặc là video này rất hay, cảm ơn bạn đã chia sẻ chẳng hạn. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái động lực cho em ngày càng chia sẻ hay hơn, và đưa ra những cái, làm ra những cái video ngày càng chất lượng hơn ha cả nhà. Đó, ok. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Em xin kết thúc video ngày hôm nay nha anh chị. Đó. Và anh chị nào mà vẫn chưa tham gia vào nhóm cộng đồng, tranh thủ quét cái mã QR bên dưới anh chị, để mà đồng hành cùng em trong cái giai đoạn thị trường sắp tới. Đó, một cái thị trường tiềm năng và khả năng rất nhiều cái cổ phiếu sẽ lợi dụng yếu tố này để mà vào sóng anh chị. Ok.